Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai vừa đến kiểm tra giám sát công tác tổ chức xét duyệt chính trị cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 tại Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tân Hiệp, huyện Long Thành. Theo báo cáo của cơ quan Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tân Hiệp, toàn xã có tổng số hơn 865 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Qua công tác xét duyệt chính trị, có 490 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, sơ tuyển, sức khỏe. Tại buổi kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát những thanh niên được tạm hoãn cũng như những thanh niên nằm trong danh sách đủ điều kiện để có sự đánh giá công bằng, khách quan, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đặc biệt tăng cường vận động gia đình với những thanh niên đã tốt nghiệp đại học tham gia nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao trình độ của thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự của địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.